Đầu tiên thì mình sẽ lấy ra là 4 con bài bí ẩn, mình sẽ chia làm 4 tổ. Một con bài úp lại, hai con bài úp lại, và tương tự như vậy là con bài thứ ba và con bài thứ tư. 4 con bài như vậy. Đây là 4 con bài bí ẩn, khán giả sẽ không thấy 4 con này, nhưng mà mình sẽ lấy ra một con bài nữa, đó là một con bài được phép thấy, được phép lặp lại. Đây là một bài hết sức đặc biệt, đó là con bốn cơ. Tất nhiên là trong bộ bài thì không thể nào có hai con bốn cơ, nhưng mà nó sẽ có là một con bốn rô, nó tương tự như là con bốn cơ. Và trong 4 con bài bí ẩn này sẽ có là một con bài, đó là con bốn rô. Và bây giờ khán giả sẽ là người chỉ, họ chỉ con nào thì mình sẽ lấy con đó, mình sẽ dùng con đó. Họ có thể chỉ con này, con này, con này, con nào cũng được. Ví dụ bây giờ họ chỉ con này, và họ có thể chỉ một trong 4 con này, con này, con này, nhưng họ chỉ cái con ở vị trí này, và con họ chỉ chính xác là con bốn rô. Có thể là bây giờ cái vấn đề là bây giờ nhiều người sẽ nghĩ rằng là có nhiều con bốn rô trong bộ bài, có thể là đây là bốn rô, có thể là có 4 con bốn rô, nhưng mà thực tế không phải, tại vì khi búng thêm một cái thì sẽ có là 4 con xì, và búng thêm một cái nữa thì giữa bộ bài, giữa hai con bốn sẽ kẹp giữa một con bài duy nhất, đó là con xì còn thiếu, con xì cơ. Thì đó là trò thuật này. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thực hiện cái màn ảo thuật vừa rồi. Thì đầu tiên mình sẽ nói với khán giả rằng mình sẽ lấy ra 4 con bài chia làm 4 tổ, 4 con bài đặc biệt nên là không cho họ thấy. Và mình có thể mình lấy ra là 4 con già hoặc là 4 con xì, nên miễn sao là cái tứ quý là được. Mình sẽ lấy ra là 4 con xì úp lại, tất nhiên là mình sẽ không cho họ thấy ha. Rồi, 2 con xì úp lại chia làm 4 tổ, 3 con xì và 4 con xì. Và lúc mà mình đang lấy ra 4 con xì thì mình cũng nhanh chóng mình nhìn cái con mà ở dưới cùng. Trong trường hợp này là con 2 rô. Mình sẽ lấy ra một con bài tương ứng với là con 2 rô, đó là con 2 cơ. 2 cơ như thế này. Và ngửa lại cho họ xem. Mình sẽ nói với là khán giả rằng là trong bộ bài sẽ không có hai con 2 cơ, nhưng mà có thể là có một con tương xứng với là con 2 cơ, đó là con 2 rô. Tương tự như vậy là con 2 chuồng tương ứng với 2 bích, vân vân. Mình nói với họ như vậy. Sau đó mình sẽ nói rằng trong 4 con này có một con 2 rô. Bạn sẽ chỉ một con và sẽ chỉ đúng con 2 rô. Mình sẽ hỏi họ là họ có tin không. Thì mình có thể mình nói một vài câu vui vẻ gì đó, chém gió với họ gì đó để cho nó, không khí nó vui hơn. Và lúc mà họ đang chú ý vào 4 con này, họ suy nghĩ rằng là nên chọn con nào, thì mình sẽ làm dấu một lá ở đây. Đây là con 2 rô, làm dấu một lá đặt lên và cầm như vậy nè. Sau đó mình nói là bạn có thể chỉ con này, con này, con này, bất kỳ con nào bạn thích. Lúc mà họ chỉ bất kỳ con nào thì mình cầm hai lá này. Chẳng hạn như là họ chỉ con này, cầm một lần hai lá, cầm lên luôn, bỏ xuống đây và buông ra một lần ba con, thì nó sẽ như vậy. Bây giờ bạn sẽ nói rằng là bạn có thể chỉ con này, có thể chỉ con này, cũng có thể chỉ con này, nhưng mà quyết định chọn con này, và con bạn chọn chính xác là con 2 rô. Thì cái việc mà chỉ như thế này, thế này, thế này, mình nói để câu giờ và để cho họ cảm thấy hay hơn khi mà mình lật ra, cho họ cảm thấy là cái lựa chọn của họ là một lựa chọn ngẫu nhiên. Rồi sau đó, lúc mà mình cầm lên như vậy nè, thì chú ý là con 2 rô nó ở cuối nha, cái con mà mình nói là nó ở cuối. Bây giờ mình sẽ nói rằng là có thể là bây giờ nhiều người sẽ nghĩ rằng là 4 con này là 4 con 2 rô. Lúc mà họ đang nhìn vào 4 con bài này, nhanh chóng làm dấu một lá ở trên cùng, đó là con xì, là dấu lá trên cùng như thế này. Gom lại một lần 3 lá và mình kéo xuống một lá như thế này, đặt ở đây, gom lại. Mình nói rằng là có thể là bây giờ bạn nghĩ có nhiều con 2 rô. Con này là con 2 rô, con này cũng là con 2 rô, con này cũng là con 2 rô. Rồi mình kinh bài ra. Để chứng minh điều đó mình không phải, mình sẽ lọc lên từng con như vậy. Mình nói với họ như vậy. Và mình có 3 con xì, không phải là con 2 rô, chỉ có duy nhất một con 2 rô ở vị trí bạn chọn thôi. Nhưng mà khi búng tay một cái, còn thiếu một con xì, được hai con 2 kẹp giữa, và đó là con xì còn thiếu, con xì rô. Thì đó là cách thực hiện cái màn ảo thuật này. Cảm ơn các bạn đã xem.